Tuyến đèo Tà Nung ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện vết nứt, sạt lở, lộ hàm ếch nguy hiểm, kè ta luy âm bị trôi khỏi vị trí ban đầu gần 40 mét. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, tình trạng sạt lở trên đèo Tà Nung thuộc tuyến DT725 xảy ra vào ngày 23 tháng 8. Đến nay, khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông qua khu vực. Vị trí sạt lở thuộc km số 2+900, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 11 km. Tại đây, phần ta luy âm bị sạt lở với tổng chiều dài 10 m, xuất hiện hàm ếch ăn sâu vào bề mặt đường 2 m. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng ghi nhận khu vực sạt lở gây ảnh hưởng bề mặt đường bê tông nhựa dài 50 m. Tại hiện trường, phần đất đá ta luy âm của đèo Tà Nung bị xói lở, trôi xuống vực sâu hơn 10 m. Khối kè bê tông ta luy âm dài khoảng 5 m, cao gần 2 m của đèo Tà Nung bị đứt lìa, rơi xuống vực và nằm cách vị trí ban đầu khoảng 40 m. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra sạt lở. Đồng thời phối hợp cùng đơn vị tư vấn, khảo sát cụ thể để đưa ra biện pháp khắc phục sự cố. Tại vị trí sạt lở, cơ quan chức năng tổ chức lắp đặt đèn, biển cảnh báo, căng dây rào chắn, bố trí nhân sự điều tiết giao thông. Ở bề mặt đèo, cơ quan chức năng đắp bao tải đất, làm gờ bê tông, ngăn nước chảy vào vị trí sạt lở.